trung tâm phụ kiện đồ chơi xe hơi BK Auto xin kính chào các bạn. Hôm nay thì như các bạn cũng thấy là sau lưng mình đây là một chiếc Innova màu trắng. Thì chiếc Innova này hiện tại là được đơn vị BK Auto lắp đặt body kit cho chiếc xe Innova này. Thì chúng ta sẽ cùng xem qua là cái quy trình lắp đặt và sau khi lắp đặt thì chiếc Innova này sẽ như thế nào. Và sau khi các bạn xem xong á, thì Hưng cũng mong các bạn có thể để lại cái cảm nhận của mình và nhận xét của mình về xe Innova này sau khi lắp đặt body kit. Thì Hưng cũng mời các bạn xem quy trình lắp đặt này nhé. Mời các bạn cùng xem. They follow you in the darkness.